Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là một cái ngày thật là đẹp mọi người. Mình thì rất là thích cái cảnh mà nắng nó xuyên qua cái hàng lưới hàng rào B40 nè. Nó chiếu vào cái chuồng chồn của mình. Rồi mình ngắm những cái con chồn hương mà mình nuôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái ý như sau mọi người. Thì cái bầy mà đẻ có ba con đó mọi người, cái bầy đẻ ba con thì cái hiện tượng đây nè mọi người, mọi người nhìn kỹ ở dưới cái nền đó. Đây là phân của cái con chồn con nha mọi người. Đó, đúng ra phân nó là chặt chứ không lỏng như vậy đó. Và cái hiện tượng này mọi người cần phải tập trung xử lý nha mọi người, vì đây là hiện tượng không tốt đối với sức khỏe của con chồn hương con nha, chồn baby á, chồn sơ sinh đó. Thì một trong những cái nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng này đó là thức ăn của con mẹ không tốt nha mọi người, thức ăn của con mẹ không tốt đó, cho nên là nó nhiễm khuẩn, cho nên là nó ảnh hưởng tới cái chất lượng sữa của con mẹ. Thì cái con nó bú vô thì nó cũng ảnh hưởng luôn nha mọi người. Đó, mọi người nhìn kỹ cái phân của nó đi, lỏng nè. Đó, cho nên là cái con nó bắt đầu là cũng đi phân lỏng như vậy. Rồi chất lượng sữa nó không tốt thì ảnh hưởng tới con mẹ thôi, ảnh hưởng tới con thôi, xin lỗi, ảnh hưởng tới con. Đó, thì tuy nhiên mình đã khắc phục bằng cách là cho cái men tiêu hóa và bổ sung thêm cái Orion để ổn định cái phân của con mẹ trước cái đã. Đó, thì rồi mình mới xử lý tiếp tục là cải thiện cái bữa ăn của cái con chồn hương mẹ để cho chất lượng sữa của nó được đảm bảo. Cái ý này rất quan trọng nha mọi người, tại vì cái con chồn hương con á, khi mà sinh ra thì nó chỉ có phụ thuộc vào cái con mẹ là chính. Vậy mà chất lượng sữa của con mẹ không tốt thì nó xảy ra cái trường hợp đó là cái con nó cũng đi tiêu chảy, đi phân lỏng nha mọi người. Đó, thì mình có nói nguyên nhân thứ nhất là vậy, còn nguyên nhân thứ hai á, là về cơ địa của cái con chồn hương con nó đã bẩm sinh nó đã không được tốt rồi, nó yếu rồi, nó yếu hơn so với con khác. Đó, thì mình cần phải là điều chỉnh chế độ thức ăn cho nó hợp lý. Đó, theo như mình đây là thức ăn ít mỡ thôi, đạm và ít mỡ, ít chất béo đó, rồi chuối đó, để cho cái con chồn hương nó có chất lượng sữa tốt. Đó, bổ sung thêm những cái thức ăn có thể là cua ốc và một số cái chất vitamin và khoáng chất phụ thêm nha mọi người. Đó, cho nên là chăm sóc một cái con chồn hương mà từ baby mà để mà xuất bầy á, nó cũng nhiều vấn đề lắm, chứ không phải bỏ cho mẹ nó quản lý nuôi dưỡng là xong. Mình cần phải tìm hiểu kỹ nha mọi người, tìm hiểu kỹ cái hiện tượng đó, nó đi phân lỏng như vậy nè mọi người. Đó, thì mình phải biết cách để xử lý. Còn nếu như chúng ta không xử lý mà nó đi nặng quá thì cái con đó sẽ không tốt,
Nếu mà nó yếu quá thì ta có thể gấp ra ngoài để nuôi bộ, nuôi nuôi bình thường thôi. Đó. Thì hôm nay mình xin trao đổi với mọi người cái con chồn hương bé Bi nó bị tiêu chảy do chất lượng sữa của mẹ không tốt. Cái thứ hai á, là do cơ địa của con chồn hương con nó cũng không được khỏe. Đó. Nó đẻ ra là nó bẩm sinh nó không khỏe hơn con khác. Rồi nó bị cái đường ruột trước trước rồi, cho nên là chúng ta cần phải xử lý bằng cách là cho nó ăn những cái thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cộng với lại là bảo vệ cái đường ruột và đảm bảo chất lượng sữa cho cái con chồn hương, tránh quá nhiều mỡ và quá nhiều cái chất mà tanh, như cho ăn cá nhiều cũng không tốt lúc này nha, thời điểm này không nên nha, tại vì mình thấy chất lượng sữa của con mẹ nó là không tốt rồi đó mọi người. Đó. Thì hôm nay á, mình cũng tiếp tục là cho chồn hương phối giống nha mọi người. Đó, đây con này chưa được phối nữa nè, bên kia thì phối được ba con mà mỗi con có một một lần à. Đó. Thì mình ở đây nó mới phối được một lần cái con này rồi, cái con này nó phối con trong đây, đó, mút ở phía trong đó, được có một lần à. Đó. Thì không biết là như thế nào, thôi bây giờ nếu mà được đó, thì phối tiếp, không có thì lần sau phối nha mọi người, cứ từ từ, tại vì của mình mà mình cứ từ từ, không có gì hết. Đó. Ở bên kia thì mình đã bổ sung thêm một cái con đực nữa để tăng cường cho cái con đực thứ hai á, con thứ nhất nó nhảy chịu không nổi, đông quá nó chịu không nổi nha mọi người. Đó. Thì đây là cái con chồn hương có bầu cũng được hơn tháng tuổi nè mọi người. Đây. Đây, đây là mình có là một con là hơn tháng tuổi, hai con hơn tháng tuổi nè, múp 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 múp, ba con hơn tháng tuổi, còn một con nữa là đây, mình đã gác ổ lên cho nó thử rồi, nó đã nằm lên ổ rồi nha mọi người, đó, nằm lên ổ đẻ, đó, thì mọi người nên lưu ý. Lưu ý có thể đây đây à. Con này thì nó nhát quá mọi người, con này nó nhát lắm, còn con này thì nó dạng nè, cái bụng chà bá luôn kìa mọi người, con này nè nó bụng chà bá luôn nè, nó dạng lắm. Mình đưa cái chuối, trái chuối sống nè, nó đưa lên nè, nó đưa cái bầu vú lên nè mọi người, đó, đổ quét hết nha mọi người, thấy thấy kỹ, đổ quét hết luôn, ở dưới cũng vậy, ở trên cũng vậy, nó là hơn, nó cỡ tháng tuổi rồi mọi người. Đó. Đó. Chuẩn bị cũng có được mấy bầy nữa đó mọi người. Đó. Nhưng mà có chủ đặt hết rồi nha mọi người. Đó. Thì nuôi con chồn hương này á, cái đầu ra đó thì nó rất là ổn định, tại vì bây giờ nó đang còn là thiếu giống, cho nên là cũng không cần phải bán thịt đâu mọi người. Đó. Nó mình sáng nay mình chia sẻ với mọi người cái ý đó rồi mình tiếp tục, bây giờ mình đi dạy, xin chào mọi người nha. Đó.